Ngon à nô. Thử nào. Tối lắm chị đứng mất thứ. Nô. Bỏ tay cứ dừng lại ạ. Em đang chuẩn góc này. Hãy
hả? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Rồi. No! Nó no. Thôi thế con. Ôi hư quá. Thôi nào. Thôi. Thôi.
Giống. Không. Rồi. Mày thích như nào hả? Mày thích nào không? Phải đâu?
quay lên chút nữa. Hơn 20 phút rồi. Hơn 30 phút rồi. Hơn 30 rồi. Ý nô nào, khoan đi, hôm nay hư quá đấy. Hư rồi nha. Thank you.
Hãy
đá chân nha mọi người nha. Không đá chân nha nào. Không đá chân. Ô nó hư quá. No. No. Rồi ngoan con. Rồi. Chị ơi, cái mặt số 8 có nhanh mọc lông nào.
Ngon nào. Tắt đi bạn tí ơi, không biết phải chi. Không phải vậy đâu, tắt đi. Chị sửa là sao chỉnh ra ngoài kia coi chứ. Ngon à. Ơi.
Nào. Ngoan nào con. Mẹ cái con này. Ngoan đi. Cái bên kia còn chưa xong lại. Đâu rồi. Chó chả má. Nó bị méo đâu anh ơi. Chắc là mà chưa mịn bảo chị nhá. Xem em mà chưa mịn hay là chưa đi bảo chị. Thuận lối dìa mép với má chị. Thế hả? Thế hả? Dìa mép với má mà. Chỗ nào? Bên này á? Vâng vâng. Ngồi im đi nó ơi. Nhớ chú lý. Linh đi thì tông óc chưa bây giờ? Em chưa ạ. Tông đi em mà khỏe. Cũng tội đắt. Bao tiền anh? Cái đấy nếu mà ở bên đấy tính là giá lên bây giờ nó hơn 6 triệu. Còn nếu là chưa tính gọi bán ra. Anh định tính nhập cái máy này về bán. Đấy là máy nữa anh. Máy? Máy đi em khỏe. Nó không kêu như kiểu cái móc tơi à. Ôi em bị gặp bọn. Hả? Thôi. Ờ Phương ơi. Xong rồi đi vào đi.